Alo, xin chào anh em nha anh em ơi. Bữa nay ghe thu mua mình vào đảo Phú Quý, mình quay một số tàu cá của anh em Bình Định cũng vào đảo Phú Quý cho anh em xem nha anh em. Đây mình quay tàu cá của 15 Hùng Bình Định. Đoàn này thì đoàn của 15 Hùng thì gồm có 4 chiếc. Bữa nay mình gặp chiếc 15 này hình như là chiếc lớn nhất. Ghê đẹp không anh em? Bành chành luôn. Ghê sơn màu ngầu quá ngầu anh em ơi. Đầm nhìn ghê đầm cứng à. Anh em nào 77 Bình Định thì vào xem đoàn ghe lưới rút của tàu cá Bình Định nha anh em. Anh em 77 vào xem tàu cá của 77 anh em ơi. Tàu cá chạy đẹp quá, mẫu ghe của Bình Định nhìn vững vàng quá. Mỗi đoàn lưới là đeo phần sơn những cái màu khác nhau nha anh em. Đây, tàu cá của 15 Hùng cập vào tàu dầu để bơm dầu. Có thu mua của 15 Hùng luôn. Thu mua này thu mua Phú Yên. Nhưng mà sơn cái màu giống như là màu của tàu cá lưới rút luôn. Hai chiếc tàu dầu bự quá bự luôn. Xíu nữa thì mình cùng cặp lại mình lấy dầu mình sẽ review cảnh trên tàu dầu cho anh em xem. Mấy tàu dầu ở đảo quá to. Đó, có thu mua ghe Bích Thanh anh em ơi. Anh em nào từng vào cảng Phan Thiết thì sẽ thấy thu mua của Bích Thanh. Đó, thu mua Bích Thanh của Phan Thiết nha anh em. Bích Thanh là một cái đơn vị kinh doanh vựa hải sản rất là lớn ở Phan Thiết. Có các cái hệ thống tàu bè rất là nhiều. Đây mình quay bên hông ghe của tàu cá 15 Hùng cho anh em xem. Đó, 92115TS. Ghe thu mua của 15 Hùng đang lấy đá. Ở đây mình lấy đá là các cái đò của đảo anh em. Đò của đảo họ chở ra. Mình đợt này thì gần cuối mùa rồi cho nên là mình là ghe thì đeo phần hầu như hầu hết là phải vào ở mặt bắc anh em. Bởi vì mặt nờm nó lên rất là săn. Đây mấy ghe thu mua của đảo Phú Quý anh em ơi. Thu mua này nằm canh me ở đảo Phú Quý chờ cho mình chụp chứ là tàu cá của Bình Định mà đánh các cái vùng dưới mà cá dây anh em. Mấy ghe thu mua này nó ra nó mua. Đây mấy tàu cá lưới rút của đảo luôn nè. Mấy tàu cá lưới rút nhựa composite. Đóng mẫu đẹp á. Mấy thu mua đảo hình như cá tải hết rồi. Chưa chạy. Mấy ghe thu mua này muối muối khô nha anh em, muối muối kết á. Đây bây giờ mình quay tàu cá của anh em bông sứ cho anh em xem. 52 53 bông sứ. Tàu cá 7 Hùng lấy dầu xong rồi giờ tàu cá của bông sứ vô lấy dầu nha anh em. Anh em nào ở Bình Định mà anh em làm nghề lưới quay đêm thì chắc chắn biết ghe của 7 Hùng và ghe của anh em bông sứ 15 Hùng. Ghe của anh em bông sứ cũng dài. Anh em bông sứ thì có hai chiếc cùng với một ghe thu mua của bông sứ thì cũng rất là lớn nha anh em. Ghe thu mua của anh em bông sứ tầm 17-18 mét, ghe to lắm. Mấy đoàn ghe này hình như là mới làm ở dưới vùng 7 anh em. Dưới cái vùng Vũng Tàu, dưới Vũng Tàu rồi bữa nay lên vùng Vũng Tàu, Côn Sơn nhưng mà làm khai thác ở cái vùng ngoài khơi. Bởi vì một tháng trước thì cá ở ngoài khơi ở dưới vùng 7 rất là dày. Đó, quay quanh quanh mấy chiếc mình chụp của Bình Định vô đảo.
Anh em nào 77 Bình Định thì vô chào nhau tiếng nha anh em ơi. Mình đang ở tại đảo Phú Quý và gặp các anh em tàu cá lưới rút Bình Định. Mình quay lại cho mấy anh em xem nha anh em. Tàu dầu nè anh em, có chữ cấm lửa là biết của tàu dầu đó. Mình quay cảnh quanh quanh đảo, các cái ghe thu mua đảo, các cái con đò của ở trong đảo anh em, những cái con đò mà vận chuyển nước, vận chuyển đá rồi mua bán các cái đồ tạp hóa ở ngay ở trên đò luôn đó. Thì ghe chúng ta là đa phần chúng ta không vô bờ đảo, chúng ta mua sắm mà ở trên những cái con đò nhỏ nhỏ này nè, nó giống như một cái cửa hàng tạp hóa vậy đó anh em. Họ sẽ đi mua bán trao đổi tất cả các cái loại hàng hóa, đồ ăn thức uống, hoặc là chúng ta cần các cái đồ ăn thức uống gì chúng ta nhờ họ thì họ mua họ đem ra. Giống như clip hôm trước mình có quay, mình có ăn mấy con trình đó, thì mình nhờ các cái ghe đò của đảo họ mua họ đem ra anh em. Trình ở đảo Phú Quý thì rất là rẻ nha anh em, chỉ có vài chục ngàn một ký thôi, nhưng mà mình mua, mình hôm bữa mình mua mình nhờ đò đem ra nên giá nó cũng hơi cao. Đó, có chiếc ghe thu mua đảo Phú Quý nè anh em. Ghe đây là ghe đặc trưng của những cái ghe mà thu mua cáp đông của đảo. Những ghe này nó có cả kho đông ở trên ghe luôn. Đó, tàu cá của anh em Bông Sứ vẫn còn đang bơm dầu. Đó, có anh chị Thiền tạp hóa nè, rồi bơm dầu xong rồi, bây giờ đờ ba mở biển tiếp. Ghê to mà anh em. Anh em nào Bình Định thì vào xem clip chào nhau một tiếng nha anh em ơi. Anh em, đây là ghe của Minh Tàng, sử dụng siêu chụp tầm trung KCS 5200. Ghe của Minh Tàng hay có cái lồng cu ở trên, anh em nào làm người lưới quay đêm thì biết ngay. Ghe Minh Tàng cũng tầm 20 mấy mét nha anh em, ghe rất là to và dài luôn. Đây ghe thu mua đảo nè anh em. Thu mua này thu mua không có kho đông.